Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, việc xác định cung mệnh dựa vào tử vi bát quái là một trong những căn cứ để giúp chúng ta xác định cung mệnh giữa hai người có hợp nhau hay không. Vì thế, nhiều người căn cứ vào đây để tìm người phù hợp cung mệnh để tiến tới hôn nhân nhằm giúp hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Do có nhiều cung tốn băn khoăn không biết chồng cung tốn lấy vợ cung gì hay vợ cung tốn lấy chồng cung gì là tốt nhất. Để giải đáp thắc mắc này, các bạn hãy theo dõi những chia sẻ dưới đây. Như quý vị đã biết, thành vợ thành chồng là do duyên phận, nhưng cũng cần phải xem tuổi hợp khắc ra sao. Yếu tố cung là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu để xem tuổi kết hôn của hai vợ chồng có hợp nhau hay không. Dựa vào năm sinh, người ta chia nam nữ có 8 cung khác nhau, bao gồm Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn. Nếu hai tuổi của vợ chồng và chồng ở trong nhóm sinh khí, phúc đức, diên niên, thiên y phục vị thì sẽ rất tốt. Điều này báo hiệu một cuộc hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, công danh sự nghiệp phát đạt. Ngược lại, cực kỳ xấu nếu tuổi của vợ và chồng thuộc vào nhóm ngũ quỷ, lục sát, họa hại, tuyệt mạng. Cặp đôi khốn đốn, công danh sự nghiệp bất thành, nguy hiểm hơn có thể tai ương tật ách thê thảm, nửa đời sanh ly, căn kiếp đa chân lận đận, duyên nợ lìa tan. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết. Một, chồng cung tốn, vợ cung khảm thuộc sinh khí tốt. Hai người này có duyên tình định số kiếp, nếu nên duyên thì thắm tình đôi lứa, vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Tài vận của hai người khi ở bên nhau, của cặp vợ khảm, chồng tốn cũng vô cùng tốt, tài lộc phát vượng huy hoàng, chẳng lo cảnh cơm áo gạo tiền. Cha mẹ nhiều phúc lộc nên con cái cũng nhờ thế mà được hưởng phúc lây, sung sướng từ ngày còn tấm bé, lớn lên trong nhung lụa. Chồng cung tốn bao gồm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân và 2013 Quý Tỵ. 2. Chồng cung tốn, vợ cung chấn thuộc phúc đức, diên niên là tốt. Chồng cung tốn mà lấy vợ cung chấn thì số phú quý cát tường không ai bằng. Hai vợ chồng mệnh này được hưởng nhiều phúc đức, tài lộc dồi dào không dứt, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ, trăm bề, may mắn hiếm ai bằng. Theo tử vi ngày nay.com, điều tốt đẹp nhất chính là tình cảm vợ chồng qua bao năm. Theo tử vi ngày nay.com, điều tốt đẹp nhất chính là tình cảm vợ chồng qua bao thăng trầm của cuộc sống vẫn thắm thiết không rời, tạo nên hình mẫu cặp đôi lý tưởng. Chồng cung tốn bao gồm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1961 Kỷ Dậu, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung chấn bao gồm những tuổi sau: 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. 3. Chồng cung tốn, vợ cung ly thuộc thiên y tốt. Đây có thể gọi là cặp đôi quyền lực trong số các cặp vợ chồng. Chồng cung tốn lấy vợ ly chẳng những công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào mà sức khỏe cũng vượng phát. Chồng tốn vợ ly chẳng những công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào mà sức khỏe cũng vượng phát. Hai người này bên nhau cùng chung tay gây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no sung túc, đủ đầy, hiếm ai bằng, có số trường thọ, hưởng lộc dài lâu. Chồng cung tốn bao gồm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung ly 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn, 1926 Bính Dần.
4. Chồng cung tốn, vợ cung tốn thuộc phục vị tốt. Xem tuổi vợ chồng tốt xấu, nếu cả hai vợ chồng cùng thuộc cung tốn thì đây là chuyện tốt, bởi chẳng những tình cảm gia đình ấm áp, gắn bó dài lâu mà sự nghiệp cũng được vượng khai, công danh thăng tiến, khó ai bì kịp. Hai người có địa vị trong xã hội được nhiều người nể phục, tài lộc dồi dào, tiền bạc chẳng cần lo lắng gì nhiều. Chồng cung tốn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung tốn 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân. 5. Chồng cung tốn, vợ cung khôn thuộc ngũ quỷ xấu. Nếu hai vợ chồng nam mệnh cung tốn mà nữ mệnh thì lại thuộc cung khôn thì hôn nhân kém bề hạnh phúc. Tuy hai người quả thực có duyên chồng vợ nhưng vì nhiều lẽ mà ở bên nhau không được thuận hòa. Phần nhiều là do vấn đề tài chính, cuộc sống khó khăn, tới tuổi trung niên có điểm báo ly tán, tình cảm đổ vỡ. Chồng cung tốn bao gồm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung khôn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Giáp Ngọ. 6. Chồng cung tốn, vợ cung đoài thuộc lục sát, xấu. Hai người này đến với nhau có nhiều điểm ngăn cản, có thể do nhiều nguyên do mà họ quyết định tiến đến với nhau. Nhưng thời gian bên nhau chưa được bao lâu đã cảm thấy chán nản, buồn tẻ với đời sống vợ chồng. Thêm vào đó tài vận của gia đình kém sắc, dễ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Có thể vợ chồng sẽ có nhiều thay đổi, tình cảm tan vỡ, chia rẽ đôi đường. Chồng cung tốn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ và 2010 Canh Dần. 7. Chồng cung tốn, vợ cung càn thuộc họa hại là xấu. Nếu vợ chồng cung càn mà chồng lại mang cung tốn thì dù là yêu thương nhau thắm thiết nhưng khi xem tuổi vợ chồng vẫn thấy nhiều điềm báo chẳng lành. Hai vợ chồng gặp nhiều tai ương, rắc rối phiền phức không ngừng đeo bám. Tình cảm lứa đôi cũng bị nhiều yếu tố làm ảnh hưởng, dần trở nên phai nhạt, hai người không còn cảm thấy hạnh phúc gia đình. Chồng cung tốn bao gồm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung càn bao gồm 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu và 2018 Mậu Tuất. 8. Chồng cung tốn, vợ cung cấn thuộc tuyệt mệnh, xấu. Có thể nói hai người này số mệnh nếu kết hợp với nhau thì không được tốt cho lắm. Điềm báo tai ách liên miên, thậm chí có thể một trong hai người sẽ phải chịu tổn hại nghiêm trọng. Vợ chồng dù yêu thương nhau nhưng khó được chung sống trọn đời trọn kiếp, có điểm ly tán, nuối tiếc khôn nguôi. Chồng cung tốn bao gồm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung cấn bao gồm 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão,
1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý và 1981 Tân Dậu. Trên đây là 8 cặp con giáp cung tốn lấy các cung khác, cắt hung của tướng cung như đã chia sẻ ở trên. Vậy làm cách nào để hóa giải những cặp con giáp lục sát, họa hại, ngũ quỷ tuyệt mạng này? Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy, để tăng phúc trợ duyên và để hóa giải những cặp con giáp lấy nhau phạm vào những cung xấu khi lấy nhau, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí của nhà Phật, mặt trước có khắc hình Bát Bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở, độ mạng, tăng phúc, trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, nhất là những cặp vợ chồng phạm vào những cung xấu này, giúp cho cuộc sống được an bình, hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những cặp vợ chồng thuộc cung xấu, cả đời vất vả, họa vô đơn chí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.